Đây là sáng ngày mình học 2D này đúng không? Toàn bộ nhóm 2D này nhé. Thì nếu như để nguyên mà chúng ta cứ vẽ là không trung này thì nó khá khó. Cho nên 2D á, bởi vì ở đây là không gian 3D mà. Không gian 3D, nhìn thấy chưa nhỉ? Không gian 3D. Thế cho nên là vẽ 2D nhé thì tốt nhất chúng ta nên vẽ trên cái bề mặt. Đây, mình vẽ một cái bề mặt này. Đấy, được chưa? Đấy, vẽ là một cái bề mặt, sau đó chúng ta vẽ cái 2D này. Ví dụ như anh vẽ cái hình này chẳng hạn nhé, vẽ hình này chẳng hạn, thì bây giờ anh vẽ 2D này. Đấy, anh chỉ vẽ trên bề mặt, anh dùng line này, line chấm một điểm vào đây. Đấy, được chưa? Rồi, ok, anh đổi cái đơn vị đây, anh đổi đơn vị rồi sang mm, rồi vẽ này, được chưa? Anh cho lên 50, được chưa? Rồi, ở đây anh vẽ là tiếp từ đây ra đây 100, 100, được chưa? Đấy, từ đây lên đây là bao nhiêu? Đây là phi 50, cho nên nó bằng 50, được chưa? Rồi 50 phi 50, nhưng mà em đây là R 50 thì là 100 thêm 50 nữa đúng không? Đây là R 50 mà, cái phòng bán kính to ngoài này cơ mà, được chưa? Rồi đây là R 50 đúng không? Đây là R 50 đúng không? Nên từ đây vào đây là 50 đúng không? Mà quả đạn này là 100 đúng không? Cho nên từ đây đến đây là 100 đúng không? À, là 50 đúng không? Cho nên anh cứ vẽ cả ở đây 100 đi, cả ở đây 100, anh nối với thằng này, được chưa? Đấy, xong rồi anh C. Đấy, từ đây ra đây 50 đúng không? C phát từ đây ra đây là 25 đúng không? Bán kính mà 25, được chưa? C phát thế này bán kính 50, được chưa? Sau đó dùng lại xóa, xóa đi. Đấy, rồi xóa cái phòng ngoài này đi. Đấy, xóa này đi, được kết quả chưa em nhé? Tiếp tục ví dụ như cái này chẳng hạn, cái này nhé, được chưa nhỉ? Thằng này là 50, 150 đúng không? Ừ, cái này là L 40 cho nên là từ đây đến đây là 80 đúng chưa? Thế là mình vẽ một cái hình chữ nhật đi chẳng hạn, được chưa nhỉ nhé? À, 150 chấm phẩy 80 đúng không? Được chưa? Như vậy là mình C cái này bán kính là 40 đúng không? 40 xong chưa? Bán kính là 20 đúng không? Bên này cũng vậy đúng không? 40 này, 20 này, được chưa em? Đấy, sau đó nối đúng không? Nối đoạn này với đây. Được chưa? Nối đây với đây Xóa. đúng, sau đó em dùng lệnh xóa đúng không? Xóa cái này đi. Được rồi, rồi ok, xóa thằng này. Đó, được chưa? Đấy, xóa cả hai cái đường này đi. Đấy, được chưa? Đấy, anh chứa tiếp cái bài này. Đây, đoạn này của nó là 240, 240.
đoạn này cao lên là bao nhiêu, từ đây đến đây bao nhiêu? 60. Rồi 60, thế là mình lại vẽ hình chữ nhật được chưa nhỉ? 240. 60. Đúng rồi. 60. 240. 60. 60. Được chưa? Rồi, đây là bán kính C cái này. 30 đúng không? Được chưa? 30. Góc này phát là 20 đúng không? Phát 20 này. Từ 20 vậy từ đây đây là 40 đúng không? Rồi. Rồi, ok em phát 20 này. Thì mình có thể vẽ một đoạn này. Đây mình xóa cái đoạn này đi cũng được. Đây no này. Đây mình tạo thời từ đây vào đây là 20 đúng không? Đấy, n cái này. Từ đây vào đây là bao nhiêu? 20. 20. 120. Được chưa nhỉ? Nên 20 đúng không? Yeah. Sang bên này 20. Xuống dưới này 20. Được chưa? Đấy, dùng E xóa chỗ này đi. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Thế góc này phát thôi. Phát mình R cái này. Từ đây vào đây là 20. Từ đây xuống đây 20 đúng không? Đó, nối thằng này đúng không? Nối thằng này vào 20, 20. Đây này, được chưa? Hai điểm nối đây đúng không? Đấy, dùng E này xóa này đi. Được chưa? Rồi, rồi xóa cái chỗ này đi. Đấy thì em được kết quả xong chưa? Đó. Cái hình này cũng thế, hình này tương tự này, nhìn này. Đây là 140 đúng không? Tao 80 đúng không? Đấy, nên mình R phát này. Đó. 140 80. Được chưa? Rồi. 140 này. Lên đây đúng không? Lên đây nè, đó. Từ cái đường này đúng không? Đi xuống này. Nó là bao nhiêu? 20. 20 đúng không? Vào chính tâm này đúng không? Nên là một cái này. Đó, được chưa? 20. Xong chưa? Mình vẽ được hình tâm của hình tròn đúng không? Bán kính là 20 đúng không? 20 xong chưa? Rồi, từ đây ra đây là 10. Nên đây là 20. Đấy, N một cái này. Từ đây ra đúng không? 10. Đúng không? Nên 20 đúng rồi. Ok, 20. Đấy, bên này cũng thế. Đấy, để cho em. Đấy, 10. Nên 20. Được chưa? Rồi, xong rồi mình từ đây ra đây là 20. Đúng không? Đấy, mình có thể dùng E tạo thời xóa cái này đi. Xóa cái này đi, đúng không? Xóa đây đi. Xóa đây. Được chưa? Không lờ này. Từ đây ra đây là 20 đúng không? Nối thằng này với đây. Được chưa? Bên kia tương tự như vậy. 20. Nối vào đây. Được chưa? Xóa E xóa. Đó, như vậy nó mới là hoàn toàn chính xác em nhé. Nhớ là vẽ 2D luôn luôn phải tạo ra một cái mặt phẳng này cho nó thì chúng ta vẽ mới ổn được. Được chưa? Rồi em về chỗ thực hành nhé. Thực hành lại, bắt lại cho anh nhé. Ừ, rồi, ok em.